xin chào tất cả các con. Ngày hôm nay, cô mang đến cho chúng mình câu chuyện Bí kíp sinh tồn của loài đom đóm thực thụ. Đây là một cuốn truyện khoa học hài hước dành cho trẻ từ 5 đến 9 tuổi của nhà xuất bản Hà Nội đấy. Bây giờ, cô xin mời chúng mình cùng lắng nghe cô kể câu chuyện này nhé. Câu chuyện Bí kíp sinh tồn của loài đom đóm thực thụ. Dự chiến đấu thôi, các hiếp ấu trùng, không có nhiều thời gian đâu. Nhìn ta đi nào, ta đã lăn lộn khắp các chiến hào được một năm có lẻ. Nhờ thế mà ta học được cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Mày được quá may mắn khi có ta ở đây, hướng dẫn mọi thứ từ lúc còn là trứng ấu trùng xíu xiu cho tới khi trưởng thành đấy. Vẫn còn cả một chặng đường dài, nên trước tiên ta hãy bắt đầu quá trình biến thể đi nào. Biến thì gì cơ ạ? Trời đất, xem ra có nhiều thứ mấy đứa cần phải học lắm. Nào, ta bắt đầu thôi. Biến thể hoàn toàn, danh từ, sự thay đổi về hình dáng, cấu tạo và sinh lý ở một số sinh vật trong quá trình trưởng thành. Tức là mấy đứa sẽ không ở dạng ấu trùng mãi đâu. Loài đom đóm sẽ phải trải qua một kiểu biến thể gọi là biến thể hoàn toàn. Quá trình này không hoàn tất được trong một lần. Vòng đời mấy đứa có những 4 giai đoạn khác nhau, từ khi là trứng cho tới lúc thành đom đóm trưởng thành. Sau khi kết thúc bài học hôm nay, mấy đứa phải hết sức nỗ lực để trở về lòng đất để hoàn thành giai đoạn ấu trùng và nhộng này nhé. Tim vui bên lề, ong, kiến, muỗi và bướm đều là những loài phải trải qua quá trình biến thể hoàn toàn. Mấy đứa đã nghỉ thỏa thuê trong trứng dưới lòng đất suốt mấy tháng dòng rồi chứ hả? Có cả đống việc cần làm để đến được giai đoạn nhộng đấy. Chưa nói đến việc trở thành một chú đom đóm Fortinus Pyralis, trưởng thành dũng mãnh, hiểu chưa nào? Cháu xin phép ngắt lời, nhưng tụi cháu đói là cả rồi. Tụi cháu có thể nhấm nháp chút gì đó chứ không? Vòng đời của đom đóm, từ trứng trở thành ấu trùng, rồi đến nhộng và thành trùng trưởng thành. Vòng đời cứ thế xoay quanh. Mấy đứa cứ làm như thể đã bị bỏ đói mấy tháng xong rồi đấy. Mà có khi đúng thế thật. Nhưng chồng ta có tí tẹo nào giống đầu bếp riêng của mấy đứa không hả? Mấy đứa nhóc phải học cách tự kiếm ăn đi thôi. Ấu trùng đom đóm là một loài động vật săn mồi, tức là mấy đứa sẽ phải đi săn để kiếm thức ăn đấy. Giờ hãy tìm bữa ăn đầu tiên về nào. Nghe kỹ 3 bước dễ ẹc này để kiếm được thức ăn đây. Bước 1, tìm một chú ốc sên, ốc hay sâu bọ ngon lành mọng nước. Úi kìa, nhìn bé ốc sên xinh xẻo đang đi dạo qua kìa. Đừng để nó chạy thoát. Lời khuyên đến từ chuyên gia, thức ăn dành cho các bé ấu trùng sẽ là sâu hoặc ốc sên. Bước 2, nhanh nào, giờ hãy dùng bộ hàm chắc khỏe của mình bơm một ít chất độc vào người cậu bạn trơn trượt để cậu ấy khỏi ngọ nguậy gì nữa. Chất độc cỏ đồ biến chú sinh thành dạng thất lỏng luôn. Bước 3, thưởng thức bữa ăn thôi. Húp xoàn xoạt những món súp sen ngon lành được múc ra tươm tất trong vỏ. Bản tin trôi nổi, có một vài loại ấu trùng đom đóm sống dưới nước và chúng sẽ ăn ốc sên dưới nước. Đánh chén xong xuôi rồi đấy, giờ chuyển sang học cách làm thế nào để không bị loài khác đánh chén sạch bách nhé. Bước 1, phát sáng. Thế còn bước 2 là gì ạ? Làm gì có bước 2? Chỉ cần phát sáng thôi là các lập tức lũ ếch nhái, chim chóc, nhện bọ sẽ biết ngay mấy nhóc có vị rồi ạ. Bản tin ăn uống. Trong máu của đom đóm Fortinus Pyralis có một loại chất đặc biệt khiến chúng có vị rất kinh khủng, và những loài ăn thịt sẽ không thèm đánh hoài đến chúng. Nhưng mà cháu tưởng chỉ mỗi đom đóm trưởng thành mới phát sáng thôi chứ. Ở giai đoạn nào của vòng đời đom đóm cũng đều phát sáng cả. Mấy đứa không nhớ mình đã phát quang ngay từ lúc còn trong trứng à? Tên gọi sâu phát sáng cũng từ đó mà ra đấy. Khi nào trưởng thành, mấy đứa sẽ dùng khả năng phát quang sinh học cho những mục đích khác. Phát quang sinh học, danh từ, hiện tượng sinh vật sống tự tạo và phát ra ánh sáng. Phát quang sinh học là gì thế hả? Cũng chỉ là cách nói hoa mỹ của bộ phận cơ thể có phát ra ánh sáng thôi. Làm mông ấy hả?
nhắc đến mông huyết gì đấy? Chững chạc lên chứ, bộ phận phát ra ánh sáng chính là bụng dưới của mấy đứa. Râu, đầu, mắt kép, các giác quan bên miệng, 6 chiếc chân, ngực, bụng dưới, 2 đôi cánh. Ngầu thế, làm sao mà bụng chúng cháu lại phát sáng được vậy? Phân tử ATP, luciferin, luciferase, khí oxy, ánh sáng. Những đường ống đưa không khí hòa lẫn vào với hóa chất ở bụng dưới và umbala, một loại ánh sáng vàng xanh sẽ phát ra từ cơ thể mấy đứa. Ngầu quá! Bản tin đom đóm, những loại đom đóm khác nhau sẽ phát ra những ánh sáng có màu sắc khác nhau, cam sang vàng hoặc xanh, nhưng mỗi loại chỉ phát ra một màu cố định thôi. Nghe cứ nóng nực sao ấy, nhớ cháu bị bỏng thì sao? Đặt ngay cái bình xịt cứu hỏa xuống, ánh sáng mấy đứa phát ra tuy rất mạnh nhưng lại chẳng nóng tí nào cả. Tuy nhiên, để trở thành một chú đom đóm to khỏe, mạnh mẽ và phát sáng rực rỡ thì mấy đứa cần thật nhiều năng lượng. Cho nên hãy ăn cật lực vào nhé. Bản tin khoa học, các nhà khoa học sử dụng hóa chất trong cơ thể đom đóm để kiểm nghiệm độ an toàn của thực phẩm, nghiên cứu các căn bệnh và tìm kiếm sự sống ở những hành tinh khác nữa. Cháu vừa chén đấy 2 con sâu béo mút, cháu no đến vỡ cả bụng luôn đấy. Cháu không phải ăn thêm bao nhiêu nữa? Làm gì có chuyện ăn nhiều đến vỡ bụng được. Nếu thấy no muốn nứt bụng ra rồi thì đấy chính là dấu hiệu tốt. Mấy đứa sắp đột xác rồi. Quá trình này gọi là khi lớp da ngoài cùng, còn gọi là khung vỏ cũ rụng ra, mấy đứa sẽ mọc một bộ da hoàn toàn mới, rộng rãi, thoải mái hơn. Nào, ta đang đợi đây. Ôi, à, sao cơ? Thế mà cháu vẫn chưa là người lớn á? Mấy đứa tưởng chỉ có vậy mà đã trưởng thành được hả? Không, không thể nhảy cốc vậy được đâu. Đầu tiên, mấy đứa phải ăn thùng uống vại miên man để có thể lột xác liên tục trong vòng 1 đến 2 năm. Chỉ có vậy, mấy đứa mới chuyển được từ ấu trùng thành nhộng. Để chuẩn bị cho giai đoạn này, mấy đứa sẽ đào một cái buồng dưới lớp bùn. Lớp da mới bị trút ra sẽ được dùng làm lớp màng bảo vệ. Mà nhân nói đến nhộng, có ngay mấy chú nhộng đang nằm ở kia kìa. Họ làm gì ở đó thế hả? Họ đang làm việc rất cẩn mẫn đấy. Nhộng có 10 ngày để biến đổi hoàn toàn thành đom đóm trưởng thành. Sau đó, nhộng sẽ chui ra khỏi lớp màng bảo vệ để bay lên trên, sống trên mặt đất. Giờ thì hãy thật cảnh giác nhé, vì hiểm nguy rình rập đom đóm trưởng thành ở khắp mọi nơi. Ưu tiên hàng đầu chính là tìm một nơi an toàn để trú ngụ trong cả ngày dài. Để tôi yên đi, người ta đang bận hóa nhộng mà. Nơi trú ngụ cứ nhấp nhộng à, vậy khỏi lại gần nhé. Trên nóc có cái đinh vít nào không? Nếu có, hãy mau tránh xa. Bề mặt của nó rinh rinh ấy à, 3 chân 4 cẳng lùi càng xa càng tốt. Còn một vùng cỏ rậm rạp hay tán cây cao vút thì sao? Quá tuyệt vời, ở yên đó nhé. Hướng dẫn vừa rồi sẽ giúp mấy đứa quyết định đâu là nơi trú ngụ an toàn. Bản tin đom đóm, tương tự như các loài rơi, cú mèo và chó sói, đom đóm là động vật ăn đêm, có nghĩa là chúng sẽ ngủ vào ban ngày và thức về ban đêm. Rõ cả chưa nào? Tốt, tao có bài kiểm tra lô xuất đây. Là một đom đóm trưởng thành, sau một đêm dài làm việc chăm chỉ, mấy đứa sẽ chọn món gì cho bữa ăn? A. Sầu chiên giòn. B. Súp ốc sen. C. Salad sen tổng hợp. D. Chén tuốt tuột cả 3 món. Thực ra đây là một câu hỏi mẹo, còn trả lời là chẳng món nào trong những món trên cả. Thế nên khi còn là ấu trùng, mấy đứa phải tranh thủ ăn liên tục bất tận. Khi lớn rồi thì làm gì có lúc nào mà ăn về uống. Giờ cả đám đi bắt ghê vào chú sen ngon lành, rồi ta chuyển sang bài học mới nào. Bản tin hoa cỏ, mặc dù đa phần đom đóm trưởng thành đều không ăn gì, các nhà khoa học cho rằng có một vài loài sẽ ăn phấn hoặc mật hoa. Đom đóm Fortinus spiralis trưởng thành cùng uống nước đọng lại từ kẽ lá. Đom đóm trưởng thành chỉ có duy nhất một nhiệm vụ. Đến giai đoạn này rồi, đom đóm sẽ chỉ còn sống thêm 5 đến 30 ngày nữa thôi. Ăn uống hay chơi bời cũng chẳng còn gì quan trọng nữa. Điều tuy nhiên, mấy đứa cần quan tâm là tìm một người bạn đời để sản sinh trứng trước khi chết.
được thì mấy đứa phải tìm một bạn nào đó có kiểu phát sáng hoặc ánh sáng phù hợp với mình. Mà ánh sáng này gọi là gì nhỉ? Bản tin phát sáng. Có tất cả hơn 2.000 loài đom đóm, không phải loài nào cũng phát sáng được, và mỗi loài lại có một thói quen phát sáng khác nhau. Ái chà, mấy đứa cũng học hay ra trò đấy. Ánh sáng này sẽ giúp bảo vệ mấy đứa khỏi bị các loại con vật khác ăn thịt, và lại còn giúp chính mình tìm được bạn đời về sau. Mấy đứa cần nhớ danh sách các viên làm và tuyệt đối cấm làm như vậy đấy. Phát quang sinh học, bí kíp tìm bạn đời. Hãy thôi cười đùa và trêu chọc nhau đi, không còn nhiều thời gian đâu. Hãy tìm một nơi thích hợp để tìm kiếm bạn đời. Nhớ đây, khu vực có nhiều bóng mát với cỏ rậm cây cao sẽ là nơi các đom đóm thường tụ tập. Hãy tránh thật xa những vật khổng lồ linh kỉnh dưới lưới răng hay trái nọ này nọ. Trông thì có vẻ vui đấy, nhưng thật ra không đâu. Tính ta đi, hãy tìm lối thoát kiểm vấn nhất trong trường hợp khẩn cấp, xem định nghĩa hành vi ngụy trang để tấn công. Đừng phát sáng vô tội vạ nhé, các bạn đồng đóng khác sẽ bị hoang mang đấy. Đừng để mất tập trung, nếu không muốn bỏ lỡ tín hiệu của bạn đời. Đom đóm cái sẽ chỉ ở yên một chỗ, còn đom đóm đực thì sẽ bay xung quanh và phát ra ánh sáng riêng của mình. Người bạn đời phù hợp thấy vậy sẽ phát ra thử ánh sáng tương tự sau vài giây để ra hiệu cho mấy đứa đến gần mình. Đừng đi tìm bạn đời ở những nơi có quá nhiều ánh sáng. Có những khi mình tưởng đó là một nửa hoàn hảo rồi, nhưng thực ra đó lại là ánh đèn pin, đèn lồng, hay tệ hơn là ánh đèn pha. Thật ra một tình huống tồi tệ cho tất cả các bên liên đới. Thế nên cứ ở yên những vùng tối có thật nhiều cây cao cỏ rậm nhé. Mấy đứa đom đóm được nghe kỹ này. Cẩn thận lũ động vật ăn thịt mà xuôi tái mình. Không chỉ có những loài thông thường như ếch nhái, chim chóc hay nhịn đầu, mà còn phải coi chừng những cô đom đóm trùng Fortinus. Những cô đom đóm danh ma này sẽ bắt chước cách phát sóng của đom đóm Fortinus spiralis để lừa mấy đứa rằng chúng là đồng loại của mình. Thật ra bọn chúng đang ham mê chén thịt mấy đứa đấy. Hành vi lại gọi là ngụy trang để tấn công. Phải kiên nhẫn tìm kiếm cho tới khi gặp được người bạn đời không có ý định đem mình ra làm bữa tối thịnh soạn nhé. Hành vi ngụy trang để tấn công, cụm danh từ hiện tượng động vật săn mồi chủ ý thay đổi diện mạo hành vi để đánh lừa và ăn thịt con mồi. Cứ thông thả thôi các nhóc, công việc của ta ở đây cũng hòm hòm rồi. Sao vẫn còn câu hỏi cơ á? Ta chỉ sống được thêm 30 giây nữa thôi. Hãy tham khảo danh sách câu hỏi này để giải đáp mọi thắc mắc phổ biến nhất về loài đom đóm. Chúc mấy đứa may mắn nhé. Mãi tỏa sáng. Ôi, mới ngày nào mình còn là một quả trứng bé tẹo, chỉ mới như hôm qua thôi. Úi chà, trông bé sâu đỏ có vẻ ngon lành thật. Đã đến giờ ăn trưa chưa nhỉ? Ánh phát quang của cậu làm tôi lóa cả mắt. Giả chết đi, mau. Và câu chuyện của cô đến đây là hết rồi. Cô xin hẹn gặp chúng mình vào những câu chuyện lần sau nhé. Chào tạm biệt các con.